phải là giả như thủ độ chết. Anh Lý, cha nhất định chúng con sẽ nghe theo lời cha dặn. Cha, hỡi Quách Bộc, ta sẽ bắt người phải đền tội đây. Cha, Tự Khánh, chủ tướng, chủ tướng, Khánh, Tự Khánh, thủ đô ơi, tỉnh lại đi thủ đô ơi, tỉnh lại đi thủ đô ơi. Có chuyện gì thế cháu? Giết hết lũ giặc thần họ Lý, vừa trả thù cho cha cháu Tự Khánh, vừa giết trừ mầm hậu họa. Chủ tướng, không được đâu cháu ơi, chém giết ở đây chỉ làm lửa thù oán với họ Trần nhà mình thêm bốc cao hơn. Đừng làm thế chúng Khánh. Anh hãy bình tâm lại đi, anh chỉ muốn thỏa mãn sự trả thù cho cha, hay sẽ vì sự nghiệp mà cha, cậu và các anh đang theo đuổi. Anh bỗng dưng nổi giận trong khi họ đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ đợi anh ra tay họ sẽ kiếm cớ xông vào ngay. Nguyên thì nó có lý đấy cháu ạ. Chủ tướng, hoàng thượng giá lâm. Nguyên Phi, Nguyên Phi, ta thành thật chia buồn cùng với Nguyên Phi. Đội ơn Thái hậu. Gia tộc Trần Lý nghe thánh chỉ ghi nhận công lao và truy thưởng cho Trần Lý và Trần Thủ Độ. Trần Lý và Trần Thủ Độ là hai đại thần công lao vô cùng to lớn với triều đình nhà Lý, với giang sơn xã tắc Đại Việt.
hai con người tài đức vẹn toàn, nhân cách mẫu mực, luôn là tấm gương sáng cho muôn đời sau về tấm lòng trung quân ái quốc. Sự ra đi đột ngột của Trần Lý, Trần Thủ Độ đã để lại sự đau thương mất mát không gì bù đắp được trong lòng trẫm, lòng Thái Hậu và các đại thần. Đội ơn Hoàng thượng. Thưa Thái Hậu, họ Trần mất đi hai trụ cột, chúng ta sẽ rất thuận lợi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Dạ. Miễn lễ. Đội ơn Thái Hậu. Dạ, bẩm Thái Hậu, theo lời sứ giả, đôi vòng này được tạc bằng ngọc ở trên núi Tây Tạng, sở dĩ có màu đỏ là do ngâm ở trong huyết của chim ưng ạ. Ta có lời cảm tạ Thái úy, nhưng không cần thiết phải dâng quà cầu kỳ như thế này. Dạ, bẩm Thái Hậu, bên ngoài có nhiều đại thần xin được vào chúc thọ. Người hãy ra nhận hết quà, rồi truyền ta có lời cảm tạ và nói rõ ý của ta. Vì Giang Sơn gặp thiên tai kéo dài, lại vừa trải qua đại họa giặc Quách Mốc, ngân quỹ của triều đình thì suy kiệt, đời sống của dân chúng thì lầm than đói khổ. Vì thế cho nên lễ mừng thọ của ta năm nay ta chỉ làm tiệc nhỏ để mời Hoàng thượng và Nguyên Phi. Còn tất cả những quà cáp mừng thọ, ta sẽ sung vào ngân quỹ, rồi chia nhỏ, phân phát cho dân nghèo Thăng Long. Tuân ý Thái Hậu. Em đi đâu? Sao giờ mới về? Theo em chị đừng đến chỗ Thái Hậu dự tiệc nữa. Lên Thăng Long phải gây dựng Giang Sơn xã tắc và sự nghiệp họ Trần. Ta không muốn Thủ Độ làm lũi đánh cá ở hải ấp. Trong chốn cung đình này, sống cũng như chết, em xin chị nhất định phải sống mà. Trời.
cha ta đã qua đời, tình yêu của ta với thủ đô có cũng như không, ta đâu còn điều gì để tiếc nuối nữa. Lành, em hãy nghe chị, hãy cùng chị tận hưởng tình yêu. Phải sống thật tốt, hãy đi khỏi kinh thành Thăng Long, và hãy trở về Hải ấp càng sớm càng tốt. Tôi ơn chị, em đã nguyện theo hầu hạ chị suốt cả đời này, em nhất định sẽ không về Hải ấp, không về Hải ấp nếu thiếu chị đâu. Vô Cương, sao bảo Nguyên Phi bị động thai không đến được, giờ lại đến. Muôn tâu Thái Hậu, mừng thọ người, con nhất định phải tới ạ. Ngươi ngồi xuống đi. Cung nữ đâu? Rót rượu cho ta. Tại sao lại ba bình chứ không phải một bình theo tiểu lễ? Nếu hoàng thượng nghĩ ta bỏ độc thì hãy đổi cho ta ly rượu này. Dạ bẩm Thái hậu, hoàng nhi không có ý đó. Chúc Thái hậu vạn thọ vô cương. Sao mẫu hậu muốn giết Nguyên Phi cho bằng được?
Sao ngươi không hỏi nó? Nó biết chết mà vẫn đến đây chịu chết. Đừng bỏ chị. Bởi vì cái thai trong bụng của nó không phải là của ngươi mà là của Trần Thủ Độ. Nguyên Phi, nàng hãy nói thật đi. Đứa con trong bụng nàng là của ai? Hoàng thượng, nếu người đã tin lời Thái hậu thì đâu cần đợi câu trả lời của thiếp nữa. Ngày hôm nay ta đã đến đây để chết, nhưng đến nước này ta sẽ quyết sống để xem ta và bà ai sẽ là người phải chết trước. Ngươi mau gọi thái y. Tử bảo em khẩn cấp báo anh lên Thăng Long ngay. Còn Dung? Chị Dung sinh cháu gái, hoàng thượng đặt tên là Thuận Thiên công chúa. Còn lành của em mất rồi. Lỗi tại tôi không đưa Dung và lành ra khỏi hoàng cung. Đạp thái hậu muốn chị Dung uống rượu độc, lành đã uống thay. Chú hãy tha lỗi cho tôi. Tôi chia buồn cùng anh. Sự chịu đựng của họ Trần chúng ta ở Thăng Long đã quá giới hạn. Ta và bà ai sẽ là người phải chết trước?
Ta và bà giết. Ai sẽ là người phải chết? Giết, giết chết nó cho ta. Giết, giết chết nó cho ta. Giết chết cho ta. Giết ngay con hồ ly tinh Trần Nguyên Phi cho ta. Giết chết cho ta. Bà Thái Hậu, không có Nguyên Phi ở đây. Người đấy ư? Nó đâu? Nó đâu? Thái hậu còn đang mệt nên nằm nghỉ đi. Đã giết được nó chưa? Đã giết được nó chưa? Hả? Bệnh tình của Thái hậu thế nào? Bẩm Thái sư, Thái hậu tức giận, uất khí bốc lên đầu nên chìm trong mê sảng ạ. Đâu? Đâu? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Bẩm, thần vẫn còn ở đây ạ. Ta nhớ ra rồi. Ta cho gọi ngươi đến đây để hỏi ngươi về việc Sở Nguyên Phi về tội đã hạ nhục ta. Tâu Thái hậu, lúc này Thái hậu nên nghỉ ngơi uống thuốc, tránh bàn đến những việc gây căng thẳng. Ai cản ta lúc này, ra ngay! Đội ơn Thái hậu. Cả các ngươi nữa, cút, cút hết! Trước mặt hoàng thượng, con hồ ly tinh ấy dám mắng vào mặt ta thì phải xử tội như thế nào? Ta dù có sắt đá đến đâu thì cũng phải uất lên mà phát. Nguyên mệnh thì dám nói như vậy thì đáng tội chết không ngoan. Nếu không may lành qua đời, ta sẽ hạ chỉ phong cô ấy lên hàng phu nhân. Hoàng thượng, nếu lành chết, thiếp sẽ giết Thái hậu rồi chết theo. Xin nàng hãy nguôi giận. Dù gì Thái hậu vẫn là mẫu thân của ta. Đằng sau Thái hậu là một thế lực rất lớn trong triều. Nàng không nên đáp lại bằng sự nóng nảy như vậy. Mời Hoàng thượng và Nguyên Phi dùng trà. Trà này từ đâu? Thưa Hoàng thượng, trong cung vẫn dùng trà từ quê Thái hậu. Thái giám. Dạ. Xin phép Hoàng thượng. Để ta. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Từ nay không được dùng trà và thực phẩm từ quê Thái hậu. Lui. Thưa vâng ạ. Hoàng thượng, có cần phải làm vậy không? Ta phải ngăn chặn tất cả các âm mưu đầu độc nàng. Tâu Hoàng thượng, bẩm Nguyên Phi, cô lành đã sống lại rồi. Ông đúng là thần y. Lành ơi, chị đây.
ta sẽ ban thưởng cho ngươi rất hậu. Đội ơn hoàng thượng, cô lành sống được là do ý trời, nhưng thần xin nói thêm, cô ấy sẽ bị câm. Trời ơi, lành, lành, lành ơi, ta có thể muộn việc xử tội Trần Nguyên Phi để chu di tam tộc cả họ Trần nhà nó được không? Thưa thái hậu, về luật thì không được, vì nữ nhân ngoại tộc. Ta muốn cả triều đình này và cả dân thành Thăng Long đều chứng kiến cái chết ô nhục của con hồ ly tinh ấy. Sao? Có điều gì mà khiến ngươi phải ngần ngại? Bẩm thái hậu, nếu xét xử công khai thì người làm chứng duy nhất lại là hoàng thượng, đồng thời sẽ lộ chuyện con lành uống chén rượu độc mà thái hậu mời Nguyên Phi. Như vậy không những không xử được Nguyên Phi mà còn hại đến thanh danh của thái hậu. Vậy có cách nào để loại trừ con hồ ly tinh ấy bây giờ? Thưa thái hậu, xưa nay những chuyện như thế này thường lặng lẽ xử trong nội bộ hoàng cung, nhưng theo thần, họ Trần đã mất đi Trần Lý, Trần Thủ Độ, còn Trần Tự Khánh bị thương, đang thập tử nhất sinh, bọn họ như rắn mất đầu. Chỉ cần đoàn thượng Nguyễn Nộn vào đến Thăng Long thì số phận của Nguyên Phi coi như đến hồi kết. Thái hậu không cần phải động tâm làm gì cho lâu lành bệnh. Được, vậy người hãy đưa Nguyễn Nộn và đoàn thượng vào ngay, để ta sớm nhìn thấy con Nguyên Phi ấy phải chết. Nào, mời hai đại vương, mừng cho Quách Bốc này đã gạt được họ Trần ở Hải Ấp ra khỏi bàn cờ quyền lực của Đại Việt. Sao hai đại vương không vui? Thanh toán họ Trần là việc riêng của ông với thái sư Đàm Sĩ Mông, tôi không muốn dính vào. Tôi cũng đứng ngoài cuộc. Chẳng phải Trần Thủ Độ đã cướp công hộ giá của hai ông sao? Việc hắn giết thái tử Quế khiến hai ông thất bại trong việc kéo quân về Thăng Long. Trong chuyện tranh giành quyền lực, thấp cơ hơn thì sẽ thua đối thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ trở thành kẻ thù. Điều gì đã khiến công ngần ngại? Trần Thủ Độ không chết như ông tưởng đâu. Công không tin? Công không tin? Anh Khánh, anh thừa về rồi bà con ơi. Về rồi. Anh Khánh thừa về rồi. Đồ ngộ dành nhanh lên. Kìa anh Khánh, mọi người, anh Khánh đưa lên. Mọi người đưa lên. Dành bỏ Thăng Long về đây. Chú ấy đòi được gặp chú. Nào đó. Tôi thả bỏ Thăng Long còn hơn để chú ấy không được tội. Công Khánh. Anh Khánh, anh Khánh. Hãy tha lỗi cho tôi. Thôi, anh đừng nói nữa. Ti, chuẩn bị ngựa. Sang ấp Hưng Gia đón thầy Lang Tám về đây. Nhanh. Không, không kịp đâu. Chú phải lên Thăng Long ngay. Anh Khánh, đưa vào nhà. Đưa vào nhà ngay. Nhanh. Lên Thăng Long gặp cậu Từ, anh nhớ nói lời tôi dặn, cố nhẫn nhịn mọi chuyện trong triều, đừng để mắc mưu khiêu khích, hãy chú tâm đến việc cứu đói cho dân. Đó là cách nâng cao uy tín họ Trần mình. Tôi sẽ nói. Chú có nhắn gì với cái Dung không? Bây giờ phải giữ cho bằng được hoàng thượng về phía mình, cũng là cách bảo vệ họ Trần. Muốn vậy tôi phải quên đi chuyện riêng. Thủ Độ, chú hy sinh cho họ Trần nhiều quá. Nhớ chăm sóc cho Tự Khánh. Ừ.
Đưa xuống bến. Tô Vĩ. Dạ. Cánh đường bộ của chú chỉ khoa trương rầm rộ cho thiên hạ thấy là họ Trần ta đang kéo quân về Thăng Long và tung tin là Trần Thủ Độ còn sống. Chuyện anh chết đã có đám tang ở Thăng Long, giờ tung tin ra liệu có ai tin không? Lộ ra chuyện anh còn sống, liệu chúng có phát lệnh truy nã không? Trước đây ta giả chết để tránh cho họ Trần ở Thăng Long khỏi bị triều đình thanh toán. Nay ta phải sống để cứu họ Trần. Ông trời có nổi giận, ta xin chịu. Em hiểu rồi ạ. Chú Tị, chú theo đường thủy cũng khoa trương rầm rộ, bề ngoài như đang đưa quân, nhưng thực ra là đang chuyên chở lương thực lên Thăng Long phát triển cho dân bị đói. Dù sao cũng rất mạo hiểm. Mạo hiểm mấy cũng phải đi. Đàm Dĩ Mông và Nguyễn Chính Lại đang thừa thắng tại triều đình, chúng chỉ chùn tay khi biết ta tăng quân thêm ở Thăng Long. Thầy lang ở Thăng Long đều nói rằng tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi cũng tin là tổ tiên phù hộ cho anh và cả khí nước hải ấp nữa chứ. Tự nguyện như không còn sống trên đời này để cho họ Trần được an bình vững mạnh ở đất Thăng Long. Nhưng càng lùi, chúng con càng bị đám gian thần nhà Lý ức hiếp sát hại. Vì vậy bắt buộc con phải đứng lên đấu tranh cho sức sống của họ Trần. Thái sư đảm bảo, nếu kéo quân về Thăng Long đánh bật được họ Trần, chắc chắn các ông sẽ có vị trí xứng đáng trong triều đình. Trần Thủ Độ giả chết các ông còn không biết, thì dựa vào đâu các ông tin chúng tôi sẽ đánh bật được họ Trần? Dạ bẩm, hiện giờ họ Trần ở Thăng Long chỉ có một mình Tô Trung Từ. Binh lính tuy đông nhưng từ nhiều nơi tụ về, quân lính của họ rất ô hợp. Nếu ta đánh bất ngờ, quân Trần ắt tan rã. Ông giỏi vậy. Sau khi cùng Quách Bốc mang đại quân từ Thăng Long xuống hải ấp lại thảm bại, trong khi họ Trần chỉ có một mình nguyên phi Trần Thị Dung. Chúng tôi đã chiếm được hải ấp, đã bắt sống được Trần Thị Dung, nhưng Quách Bốc đã quá chủ quan không đề phòng, Trần Thủ Độ bất ngờ quay về kịp. Vấn đề sống còn của mỗi chúng ta trong cuộc đấu tranh này là ở chỗ điều bất ngờ là luôn đi kèm với sự xuất hiện của Trần Thủ Độ. Thưa đại vương, họ Trần ở hải ấp đang kéo đại quân theo đường thủy vào Thăng Long ạ. Chúng lên đâu ra đại quân? Bây giờ thì ông tin là Trần Thủ Độ vẫn còn sống chứ? Loa,
ai cũng có mà. Nào vào đây nào. Dân chúng phấn khởi đến thế. Rồi, người khác đi. Nào, chúc bà con thuận lợi. Ngon. Hay chúng ta cũng vào nhận đi ạ. Tao có để cho chết đói đâu mà chúng mày như một lũ chết thèm nhá. Cả tao, đoàn trưởng và Nguyễn Lộ đều bị lừa.